Đây hôm qua có đi cái một lượt rồi, bắt được con pin. Pin gì đấy? Cho anh hai đồng đợi rồi. Cái chuyện kia thì ví dụ trên cục pin các bạn có thể ngồi trong đó khỏe. Ngồi trong đây. Lên với cái dài khỏe. Nó không kịp điện thoại chia quay à? Không phải, nó không giải kịp cái bịt được cái kìa. Đây này, cháu bịt. Cháu bịt lỗ nha. Đi cho để cho nó có nước đi. Để nước nó bớt đi. Để chậm. Kiếm được cái dòng kia nước thì nhạc kìa. Dòng nào chú? Cái kìa. À cái rong đầy đây. Cái hoa rất đẹp, cái kia trong bụt. À cái đây hoa đẹp à? Ừ, hoa đẹp. Kiếm cả kia trong bụt nữa. Dâm bụt á? Ừ. Dâm bụt thì hôm qua cho hỏi nhà cô Toan có, em bảo là cho cháu cây. Bảo tao mua mấy chắc nghìn hai cây đấy. Trăm rưỡi hai cây đấy. Không có cái dâm bụt thì được. Cái dâm bụt thì được. Hoa dâm bụt rất đẹp. Chim cháu tha giác rồi đấy. Khiếu tha giác rồi đấy. Lại đi mua mấy cái giỏ rồi. Đây, 7.000 hay 10.000, 10.000 một cái đấy. 25.000 cả cái chụp nhưng mà cho vào trong không lấy chụp cho để cho chim cái. Nên này là 10.000 một cái, 20.000 hai cái. Để nó đẻ. Hôm qua thấy con khiếu được của cháu nó tha giác. Nam thích quả tôm thì Nam mua cái N Nam, mua cái 10.000 một cái. Sao lại cái N nào? Cái N mà cũng nó bằng nó chỉ nó như cái này nó cũng che như này á. Nó che như này, à. Một cái dây mình nối vào. À. Đầu cọc mình nối thả gần gần nhem nhem ở mép đấy. À vậy là được. Cách 5 4 cái này mình 3 4 mét một cái là mình thả. Được nhiều không? Đúng. Hơn như là vớt quái này. Nó vào cua nữa mà. Hơn như là vớt quái nữa. Hơn, nó hiệu quả cá nó vào. À vậy thì có khi mai cho mua. Hôm nào của cô Hà đi mua, cô đi mua. Không, mai cho đi mua được. À hôm nào mấy mấy con lên thành phố cho bắt được. Đầu quý này, ở đầu trên đầu tháng này. Thì đấy, cháu mua cái này của ông đấy mà, ông già đấy. Ừ. Bây giờ ông bán có 10.000 cái thôi. À vậy thì là mua thử khoảng 5 cái đi. 13.000 cái đấy. Cho mua thử 5.